Chú ơi làm sao chú ơi? Cái gì? Cái gì chú ơi? Làm sao? Ngã. Dạ, cái gì ấy chú? Ui. Ui giời ơi mẹ ơi. Xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Xin kính chào tất cả mọi người. Có một cái sự việc mà khá là hy hữu và cũng khá là buồn cười, mà từ trước đến nay thì mình cũng đã gặp một vài lần rồi. Thế nhưng cái trường hợp ngày hôm nay thì cũng khá là buồn cười luôn, khá là hy hữu luôn. Thì sự việc nó xảy ra cũng khá là đột xuất trong quá trình mình đi rừng, và gần khi mà đi về đấy, khi mà sự việc đã xong xuôi hết rồi thì có một ông chú, ông ấy lại chạy theo mình để miêu tả cái vấn đề là không cho quay. Thì mình cũng đã sử dụng và cũng đã khuya cũng nói với chú có cái cách như thế này thế này, thì chú này cũng đã bị cái tai nạn mà không may xảy ra, chú ấy bị câm nên là chỉ ớ thôi. Còn mọi diễn biến như thế nào thì mà kính mời quý vị cùng theo dõi nhé. Đây, thân nó đây, thân gốc nó đây. Nhưng mà này mà chơi cây cảnh, chơi lá, nhìn màu cũng khá là đẹp. Cây thông to như thế này mà chắc đợt rông vừa rồi, cái căn bản là cây này nó cũng đã bị sâu rồi. Đây cả nhà, ui người mùi gỗ thơm lắm, mùi gỗ rất là thơm, nhưng mà chắc là bị sâu nhiều, chỉ cần qua một cơn gió thôi, lốc to cái là đổ cành gánh cang ngay. Thơm, công nhận là thơm, cái họ nhà thông này là rất là thơm luôn, thơm phúng lức mũi. Cả nhà thấy cái cây này nó có đẹp không? Nhỏ nhắn xinh xắn mà nhìn nó hơi quái, cong cong queo queo, uốn lượn lắc. Đây là cái mẫu đơn. Thì tranh thủ đi lấy thuốc thì nhìn những cây bé bé xinh xinh thì lại thích chơi cả nhà này. Trồng vào những cái chậu cầm tay nhỏ thôi, nhỏ một tí này thôi, cầm này xong là đặt ở bàn ấy. Thì chơi cây này thì thực ra cũng không cần phải nhiều hoa, chỉ cần 2 đến 3 bông thôi là đã đủ đẹp rồi. Thế nên là tranh thủ một tí. Mẫu đơn này thì nó cũng dễ sống rồi. Đấy, nhìn cái góc này cũng đẹp chưa? Phê. Ưng ý phết đấy cả nhà. Để chơi được cái đồ chơi bonsai này cũng khá là nhiều công này. Nhưng mà vì đam mê mà, thích chơi thì lại phải lăn thôi. Cứ thử sức xem như nào. Ây da, kiếm được cái cây này to cao. Cả nhà không biết là còn nhớ cái loại cây này không? Đợt này nó ra hoa này, hoa là li ti, và nó ra ở các cái đầu ngọn và cái lá giống như kiểu cây hoa mẫu đơn đấy. Đây này, cây này này chữa sâu răng này, bù chát, sử dụng là bằng thân cành và lá này. Nếu mà đặc biệt lên sử dụng tốt nhất thì là từ thân lên đấy, đun nước lên và mình sẽ ngậm, đun nước sôi lên khoảng tầm 15 đến 20 phút thì lấy ra để ngậm
ngậm ấy thì nó cảm giác là nó chát và nó xe skít xít lại cái lỗ chân răng ấy, cái vết chân răng. Những người mà bị sâu răng hay là những người bị chảy máu chân răng thì sử dụng cái loại nước này để ngậm thì cực kỳ là tuyệt vời. Nó sẽ ra cả các những cái cáu bẩn và các cái gọi là cái cao răng, giúp trắng răng luôn. Và sau khi ngậm xong là mình đi đánh răng thì cảm giác nó có một cái sự thoải mái ở cái khoang miệng của mình cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lấy cái này về, chặt cái cành này về. Và mai kia đến mùa khô, mùa lắng ấy. Cái cơ bản là cái mùa này nó đang mưa. Đây. Cơ bản là cái mùa này đang mưa. Thế nên là mình cũng chưa đi chặt những cái cây ví như an xoa hay là cây này về để phơi để gửi cho mọi người. Bởi vì đã cũng khá là nhiều người gọi cho mình là nói về cái vấn đề bị chảy máu chân răng này rồi. Thế nhưng mà cái mùa này mưa, rất là mưa. Nếu mà phơi ra thì cũng không được, nó không được lắng và cũng như là nó sẽ bị mốc rất là nhanh. Cái cây mà đã bị mốc rồi thì nó sẽ không sử dụng được. Mà đợi đến khoảng tầm nửa tháng nữa khi mà lắng to lắng bật lên đấy thì phơi nó nhanh và hiệu quả. Thế còn dùng máy sấy thì cũng được, thế nhưng mà mình cũng chưa đầu tư được cái vấn đề là sử dụng máy sấy. Máy sấy thì cái chi phí nó cũng khá là cao. Mà nếu mà làm những cái dây chuyền lớn sấy nhiều thì phải cái máy nhiều, máy to mà chi phí cũng khá là cao. Nên là thôi, mọi người cứ chờ đợi, nếu mà những ai mà có sẵn ở trong rừng biết được những cây như thế này thì cứ lấy về để sử dụng. Còn những ai mà không có, những người mà ở trên thành thị hay là những người mà không tìm được những cây này thì đợt tới là mình sẽ phơi ra để gửi cho mọi người để sử dụng nhé. Lấy quanh ở khu vực này đều có cái cây giềng này cả nhà, để đào lên cho mọi người nhìn cái củ của nó. Mùi khá là thơm. Nó giống như là cái cây giềng của nhà mình ấy. Đấy, nhưng mà không biết là nó ở trong cái rừng này thì củ nó như thế nào, nó có to hơn ở nhà không. Nhưng mà rất là thơm. Ăn là chắc. Ý. Ý. Ui. Ui. Phải nói là cũng khá là đẹp này. Ừ. Mùi thơm hơn so với cái giềng nhà. Thơm hơn so với giềng nhà luôn. Mùi vị cực kỳ là nó cay hắc hơn. Cái này mà sử dụng mà ngâm rượu để xoa bóp cũng được, cũng khá là hay. Và dùng gia vị cũng khá là tốt. Trồng lại rồi. Để đào lên cho mọi người xem thôi chứ còn không. Mình cũng chưa lấy cái cây này cả. Nếu mà ví dụ như mà thấy à? Đổ luôn. Cái giềng này nó khá là dễ sống luôn. Chỉ cần vùi nó lại như thế này là lại sống bình thường. Khu vực này là thỉnh thoảng nó lại mọc nhiều luôn ấy mọi người. Cái gì ấy? Ủa? Cái gì vậy? Như kiểu nó có ai. Cái gì ạ? Ơ. Chú ơi làm sao chú ơi? Cái gì? Cái gì ấy, chú ơi? Làm sao? Ngã. Ui giời. Làm sao ngã xe rồi chú ơi? Cái gì mà tay rồi nhìn như kiểu là ngã gãy tay à chú ơi? Ai ngã xuống đây gãy tay à? Sao? Cái gì?
ngã gãy tay. Làm sao? Cái gì giống làm cái động tác ấy như kiểu là chỉ cái gì nhỉ? Dạ, cái gì ấy chú? Ui con rắn to đấy. Ui. Nó cắn vào tay chú chưa? Chưa à? Ôi thế là nào? Chạy hớt ra hớt hải không chạy ra. Cứ tay cứ phì. Ui con rắn to thế. Ui hổ mang đấy. Con này có độc đấy. Con này có độc đấy, nó cắn đấy. Ui dồi này. Thảo nào chạy hớt ra hớt hải lên xong mà. Mới bỏ rồi đi. Ui trời ơi. Ui ôi kìa. Ui kìa, nó bơi kìa. Thế nó cắn vào tay chú chưa? Chưa. Ui. Ai da. Ui này. Ui. Ui con này to thế. Nhìn như hổ mang chúa luôn. Dã man thật. Ui nó bơi. Ê ui con này dài thế. Ui cái phần thân phần đuôi nó nhìn như hổ mang chúa. Nó cứ vằn này. Ê ui nhìn xa này không khác gì hổ mang chúa. To đùng. Vã thật. Sợ thật. Ui giời, ui lượn lượn. Con này chắc là rơi ở đây rồi. Con này chắc là rơi xuống đây không lên được rồi. Đây xung quanh là cái bể. Như kiểu là cái bể người ta làm nước để tưới vườn, tưới rau ấy. Thế nhưng mà như thế này đi, chú có bắt không? Thế nhưng mà cháu cũng không bắt cái rắn này nữa rồi. Không bắt rắn nữa rồi. Này chú có bắt về để ngâm rượu hay là làm gì không thì tùy chú rồi. Thế thì gọi cháu ra thì cháu cũng không bắt đâu. Chứ đang đi đào cây. Vừa là hai chú cháu cũng gặp nhau rồi. Nghe này. Nhưng mà lúc đấy không biết là chú bị vấn đề như thế này. Nhà chú gần đây không? Ở dưới kia. À. Thế nhưng mà chú không bắt thì thôi cứ để nó đây chứ cháu có bắt đâu. Tinh thật nhỉ. Còn đây với to à? To bằng cổ tay. Con này công nhận to bằng cổ tay luôn. Đây này. Nó nằm sợ chưa? Yêu ơi. Dài thượt. Mà nó không. Ui. Nó ở dưới nước mà nó còn bành như thế này chứ. Dã man thật chứ. Nhưng mà con này nó rơi xuống đây thì chắc có khả năng là nó không lên được. Nhưng mà nếu mà đây là cái tổ ếch nhái gì nó đẻ đấy. Nhưng mà chú đi ra cháu nhờ đi. Úi này. Úi này này. Úi giời nó bành. Dỡ thật. Dã man thật. Nó bơi sợ chưa? Ui giời. Khiếp thật. Yêu nó dài như một cái gọi là cái tàu điện ngầm luôn. Dài thật thật. Nhưng mà bây giờ như này, tình hình là như này. Bây giờ là hiện tại này cháu cũng không bắt rắn. Thế không thì như thế này thì nếu mà để nó như thế này thì cũng chắc là cũng không lên được. Bởi vì xung quanh ở đây chắc nó bò xuống nó uống nước xong, nhưng mà xung quanh ở đây là nó không có gì để nó lên cả. Thế thì không, để cháu bắt lên xong là thả nó đi nhá. Sao cơ? Cái gì cơ, chú bảo gì? À ý chú bảo là nó sợ nó phòng vườn á. À thế nhưng mà thế thì để tí thả nó lên trên núi kia, còn nó đi đâu thì nó đi thôi, bây giờ biết làm sao được. Chú không bắt thì thôi cháu chỉ cho nó lên thôi. Thế để cháu tìm đồ, lấy đồ cho nó lên, xem một cái cành cây biết là khèo nó lên thôi. Ê thôi đây rồi, chú để cháu lấy cái này cho kèo nó lên.
Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời ơi. Gớm ghiếc, ôi con này to lắm chú ơi. Ưu. Ở dưới nước mà nó cũng mổ trong sâu sâu luôn. Ôi giời. Ôi giời, sợ chưa? Ôi giời ơi mẹ ơi. Kinh nó quay đầu sợ thật. Giật mình. Yêu ơi. Dã man. Giật mình thon thót với cái loại này thôi. Yêu ơi. To. Kinh khủng tiếp. Ui giời ơi. Nó quay lại nó đuổi chú ạ. Dã man thế này mà. Những cái thuyền. Ui giời. Kinh nhỉ. Cẩn thận nó cắn đấy chú ạ. Ấy ấy. Đấy chú kêu kêu đẩy 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 nó ra đây cho. Ui giời. Tí cũng cực đuôi. Này nó có móc lên này. Úi, úi. Nó bò lên đấy. Ui. Tí cũng cực cái đuôi của nó. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ui, nó to thế. Ui, nó dài tường thớt. Khiếp thật. Này để cháu bắt xong rồi. Rồi. Lên rồi, lên rồi. Chú tránh 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 để cháu cho nó ra đằng kia. Gớm chưa? Sợ chưa? Rồi bây giờ thì thả về đằng kia. Thả thả. Cháu thả về đằng này cho chú nhá. Úi giời. Đây. Yêu. Cô này dài thế. Kinh khủng khiếp này. Dã man. Dã man con ngà. Đấy. Theo nó hướng đi về rừng đấy. Đây nhỉ. Kiểu là ông chú này là bị nó cắn rồi. Sợ thật chạy ra. Ấy nó lên này. Xong rồi chú ạ. Úi giời sợ thật. Ôi cái thuồng. Thôi đi về chú ơi. Dạ. Ôi cháu đi về đây. Vâng.